Hi, welcome back to my channel, Stars Can I Go. Remaining a stamp. Believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Let go. To run. Thank you.
Okay, father, get to ba. I creep for. Let go. Let's go. Ở đây mình sẽ tìm xem ở đây có gì nữa không. Đây rồi, ok. Oh my god.
2 呢？少。Số thứ 3 là số nào đây? 2685. Ok. Let go. Okay, let's go over the detail. Glad of scary squash. Let's go. Thank you.
Let go. Drop drink. Feels okay. Bạn sẽ phải mở đây trước và sau đó sẽ mở được cánh cửa đây. Yeah. Cái bóng này sẽ ra đây. Và đây thì nhiệm vụ tiếp theo của các bạn đó là nhặt những chú monster này cho thùng rác. Tổng có tất cả 6 cái thùng trong vòng 1 phút. Đấy không? Mình chạy đi đâu? Đấy không? Theo đó thì sẽ xuống đây và làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Let go. Nhảy và nhảy. 1, 2, 3, 4. Nếu mà nhảy sang đây thì sẽ không có chỗ nhảy đi. Các bạn sẽ phải nhớ cẩn thận. Yeah. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nhảy lên đây có được không? Không được. Buộc phải đi đường này. Các bạn rơi xuống là các bạn sẽ hy sinh ngay. Giờ lên lấy một món đồ. Đây có một chiếc xe đạp này. Đây là cái thứ. Oh my god. Wow. Oh my god. Ok, vào tất cả đi chào. Poppy bởi lấy tham bà. Let's go. Thank you.
tiếp tục tiến sâu vào. Cái này như kiểu là một vùng núi lửa. Đó là kiểu nham thạch nóng chảy. Đó là kinh dị. Oh my god, rồi xuống dưới nhầm thạch rồi. Wow. Ok, vào tới cái tiếp theo. Anh chàng này đều có luôn à? Wow wow, phải xử lý một người trước mắt rồi tính sau. Ok, cứ thế là phi thôi, sống cái là phi ngay. Hai người chết luôn. Oh my god. Phải xử lý nhanh. Oh man, wow. Bà anh chàng này cũng khá là nhanh. Ok, và tới cái tiếp theo. Và mong us, let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm ra imposter. Và imposter là ai? Có thể là các bạn hoặc cũng có thể là những người bạn mà đang chơi cùng các bạn. Ok. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải vào từ căn phòng 1. Sau căn phòng nào chơi thì các bạn mới tiếp tục tiến sâu vào được. Căn phòng này có thể là bị lag luôn. Vào đây xem nào. Không được. Sửa vào. Ok, ở đây thì chỉ cần tìm ra một emoter. Có 10 người tất cả vào một emoter. Nhưng không biết anh chủ phòng có ấn luôn hay không. Hiện tại đã đủ người mà anh chủ phòng vẫn chưa làm gì. Anh ta đang chỉnh bên này kìa. Đó thì khi các bạn sẽ vào trong đây và chờ đợi chủ cây ấn tiếp tục. Vào đó thì các bạn sẽ vào trong căn phòng. Nếu các bạn là dân thường thì các bạn có thể làm nhiệm vụ trong tự nhiên này. Còn nếu và tìm ra một emoter, nếu các bạn là emoter, các bạn sẽ phải tìm cách làm sao tiêu diệt những dân thường ở đây và tránh những người khác nhìn thấy để tố cáo các bạn. Ok rồi, và mình sẽ phát dừng clip từ đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.